nước này lên đi, nhanh lên. Nè, miếng mặt nạ thì tốt hơn nhiều. Bạn bè gặp nhau cần dùng nó, làm trắng che khuyết điểm. Cậu cần hơn mình đó. Nè, làm gì cứ gây sự với tôi hoài vậy? Không hề nha, chẳng qua tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Tôi thấy da cậu cũng đâu có đẹp đẽ gì đâu. Xấu cỡ nào thì cũng đẹp hơn cậu. Cậu không nhìn kỹ lại nhan sắc của mình đi. Sao hả? Sao hả? Nói không nên lời sao? Đúng vậy, ít ra tôi không có tàn nhang. Nè, cậu mau đắp lên thử xem. Tôi không cần đâu. Trời. Lấy bàn tay ra, giờ muốn chết à. Chung Thiếu Hy, cuối cùng mình biết tại sao cậu không có bạn trai rồi đó. Đồ của cậu không phải đồ nam thì là đồ con nít không à. Nè, cậu nói hơi quá rồi đó. Không sao hết, mình đã biết trước chuyện này rồi. Cậu mặc đồ của mình đi nè. Cha cha. Cậu coi váy này, có phải là nó hơi ngắn không? Ngắn đâu mà ngắn. Cậu mặc thử đi. Tuy là mình không thích Angelina cho lắm đó, nhưng mà mình thấy cái váy này cũng được đó. Thật không? Ừ. Chung Thiếu Hy, cái này là do cậu ép mình đó nha. Nè 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 nè. Chung Thiếu Hy, đừng có cửa quậy nữa. Tiếng thái quá. Đứng yên đi, sợ gì chứ. Cậu có gì mình có đó. Nhìn thử đi. Mình chưa bao giờ nhìn thấy cậu mặc như vậy. Đẹp ghê đó. Như vậy đẹp sao? Ê, hay là cái này đi. Mình không mặc đâu, mình không chơi đâu. Bắt cậu ấy lại mau. Thôi đâu, mình không mặc đâu. Thay đi. Nè, thôi đi. Mình không thay nữa. Đi 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 đi. Thấy sao? Tôi sửa soạn cho Chung Thiếu Hy đẹp lắm có đúng không? Không có gì, mặc vậy làm gì? Là bởi vì An Hiểu Kiều muốn đưa mình đi ăn với bạn của cậu ấy. Đi ăn? Không phải là bữa ăn bình thường đâu, tiệc làm quen đó. Angelina nói muốn giới thiệu bạn nam tốt cho Thiếu Hy của chúng tôi làm quen cậu đó. Nói nữa mà. Đúng vậy, cậu ấy thuộc A cộng cộng nằm trong danh sách của tôi. Đúng vậy. Với lại Thiếu Hy cũng đã coi hình rồi, cậu ấy nói là rất hài lòng có đúng không? Nè, mình đâu có nói như vậy. Mình chỉ nói là mình nói là cũng được mà thôi. Thì cũng vậy thôi. Đúng đó. Mấy cậu đi vui vẻ nha, tôi về phòng trước đây. Con chuột đó sáng nay chạy hành lang đã bị bắt rồi, cậu yên tâm được rồi đó. Con chuột. Trời ơi, mày ghê quá à. Nhà cậu có chuột sao? Ghê vậy. Nhà cậu có chuột hả? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh chóng rời khỏi nơi có con chuột hôi hám đi. Đợi một chút. Hai cậu đi đi, tôi có việc phải đi. Tuy là tôi không có mời cậu đi tới đó, nhưng mà cậu muốn tôi đi cũng không phải không được. Mình nghe Tiểu Vũ nói chuyện xảy ra trong lớp các cậu, mình thấy hơi lo nên tới đây thăm cậu. Nhưng bây giờ yên tâm rồi. Ý mình là tới rồi nên mình sẽ đi ăn cùng với Tiểu Vũ. Cảm ơn cậu. Không có gì. Nè, bây giờ cậu muốn đi tìm Tiểu Vũ, cậu ấy đang làm báo cáo ở văn phòng khoa thì phải. Cậu có thể tới đó tìm thử xem. Được. Đừng sống trong ký ức của cấp 3 nữa. Nếu như đối tượng làm quen lần này là một chàng trai tốt thì cậu phải cố gắng nắm lấy. Nhớ đó. Angelina, chăm sóc tốt cho Thiếu Hy của chúng ta. Không cần cậu phải nói đâu. Thiếu Hy là lá chắn của tôi, cho nên là của tôi không phải của cậu đâu. Nè, tốt nhất là vậy đi. Dù gì cũng đã tới, thôi thì rủ cậu ấy đi ăn rồi về. Lần trước mình đã nói nhiều điều quá đáng với cậu ấy, mình cũng nên xin lỗi cậu ấy. Anh ơi,
Chào em, cho hỏi em cần gì? Cho em hỏi khoa quản trị kinh doanh đi lối nào? Đi lên con dốc đó ở phía bên trái. Em sẽ nhìn thấy quảng cáo trường ngôi sao, cứ đi thẳng vào trong là tới. Dạ cảm ơn. Mình cũng có nguyện vọng thi khoa trung văn. Thì không. Thiếu Huy, có ở trong không? Chung Thiếu Huy, em có muốn đi ăn tối không vậy? Đừng có giỡn nữa. Chung Thiếu Huy và An Hiểu Kiều ra ngoài rồi. An Hiểu Kiều? Bọn họ đi đâu vậy hả? An Hiểu Kiều muốn giới thiệu bạn trai cho Chung Thiếu Huy. Đợi một chút đã. Cậu nói An Hiểu Kiều đưa Chung Thiếu Huy tới tiệc mai mối đó hả? Là giới thiệu bạn mới, không phải mai mối. Trời ơi, có cái gì khác đâu hả? Mai mối chính là giới thiệu bạn bè khác giới đó. Giới thiệu bạn bè khác giới chính là mai mối rồi. Trời ơi, sao tôi phải giải thích chuyện đó với cậu vậy? Quan trọng nhất là sao còn lại cho Thiếu Huy tới nơi đó như vậy hả? Trước đây không phải là cậu đã nói với tôi, kêu tôi đừng có trói buộc Chung Thiếu Huy, để cậu ấy quen bạn trai khác, cũng không được quyền ngăn cản cậu ấy yêu đương. Tôi nói là cậu đừng cản trở tôi với cô ấy yêu nhau, chứ tôi đâu có kêu cậu đừng cản trở cô ấy yêu đương với người khác. Trời ơi, gian được chính ơi, gian được chính, cậu làm tôi tức chết luôn rồi. Được rồi, coi ra là cậu vẫn chưa hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này ha. Không sao hết, mau ra đây để tôi nói chuyện với cậu biết nha. Cậu là một thằng con trai, chắc cậu cũng hiểu rõ ở độ tuổi của chúng ta, với một thể chất tràn đầy năng lượng, gặp một cô gái như Chung Thiếu Huy với điều kiện khá tốt, công nhận là quá được đi chứ. Thì trong đầu tôi nghĩ tới duy nhất một chuyện. Là gì cô biết không? Là gì? Nè, đừng nói với tôi là cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó nha. Cho tôi hỏi vậy, chuyện này có liên quan gì tới cái chuyện Chung Thiếu Huy quen bạn mới không? Tôi và Chung Thiếu Huy trước đây quen nhau cũng qua cái tiệc này. Cậu nói để có liên quan hay không hả? Có phải hay không? Thanh niên nghiêm túc như tôi theo đuổi Chung Thiếu Huy cô ra vẫn còn tốt chán nữa đó. Bây giờ các nam sinh tham gia tiệc mai mối, đặc biệt là mai mối trong sinh viên á, bảo đảm không có giống như là cậu nghĩ đâu. Ví dụ như là thông thường sau khi ăn uống làm quen thì sẽ đi ca hát, ca hát rồi thì cùng trò chuyện sẽ uống rượu sẽ uống say tinh thần không minh bẩn nữa, tinh thần không minh bẩn thì sẽ cậu suy nghĩ nhiều rồi. Chung Thiếu Huy không biết uống rượu, cậu ấy càng không uống rượu với người mà không quen biết. Ai nói không biết uống rượu sẽ không có chuyện? Không uống rượu có thể đi ngắm cảnh đêm, ngắm cảnh đêm rồi tâm sự, tâm sự sẽ tìm đề tài, tìm đề tài sẽ nói tới thất tình, nói thất tình thì cần được an ủi, cần được an ủi thì sẽ tiếp xúc cơ thể sẽ không kiềm chế được, không kiềm chế được thì sẽ hôn, hôn rồi thì sẽ bắt 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 bắt. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đó, không tin thì tôi đi một mình đó. Teddy, Thiếu Huy, Thiếu Huy, Teddy. Cậu ấy là bạn mình quen ở Los Angeles. Chào cậu, gọi mình là Teddy hay là gấu con cũng được. Chào cậu, tôi là Chung Thiếu Huy. Chào cậu. Tại sao cứ nhìn mình chằm chằm vậy? Không có gì, bởi vì cậu và một người bạn của tôi rất giống nhau đó. Có thiệt không? Đúng vậy. Xin làm phiền chút, món ăn đã có, mời tự nhiên. Được rồi, ăn thôi nào. Cậu đã quen sử dụng đũa chung lúc ăn có phải không? Đúng vậy.
Cầm đi. Cảm ơn. Không có gì. Gì vậy? Mình quen cậu lâu rồi, chúng ta cũng đã đi ăn nhiều lần, sao mình lại không biết vậy? Mình nghĩ mọi người cùng đi ăn với nhau, không cần bắt mọi người thích ứng với thói quen của riêng mình. Hèn chi lúc đó mình thấy cậu ít ăn lắm luôn á. Nè Trung Thiếu Hy à, làm sao cậu biết được vậy? Bởi vì mình có một người bạn cũng giống với cậu ấy. Lúc đầu mình nghĩ người đó mắc bệnh sạch sẽ quá. Kết quả cậu ấy đã nói không phải bệnh sạch sẽ quá, mà cậu ấy nói là tôn trọng mình cũng chính là tôn trọng người khác. Đúng rồi, cậu ấy cũng đã nói như vậy. Được rồi, đuổi chung. Cảm ơn. Cậu ăn đi. Ê, Thiếu Huy gấp đồ ăn cho cậu ta kìa, còn cười với cậu ta hoài nữa. Cậu ta lén nhìn ngực Thiếu Huy, tình khốn này dám làm vậy sao? Ê trời, không thể không nói nha, cái tên nam sinh đang nói chuyện với Thiếu Huy đó, phong thái và cách ăn mặc của hắn rất giống với cậu đó. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi nghĩ nhiều cái gì chứ, cậu tự coi đi. Đi đâu vậy hả? Hey. À, hai cậu cứ tự nhiên, tôi đi vệ sinh một chút. Cậu thấy sao? Thế đi được lắm phải không? Mình không biết nữa. Cái gì? Sao lại nói là không biết? Nãy giờ thấy hai cậu nói chuyện hợp rơ lắm mà. Thì là không có chán ghét và cũng không có thích. Nhưng mà cậu ấy có vài điểm như là điệu bộ khi nói chuyện và cả ánh mắt thật sự là rất giống với người bạn của mình. Là người bạn nào vậy? Người bạn mà trước đây cậu thích đó hả? Trời đất ơi, hổng ấy cậu thử quen tới đi coi sao. Thử quen? Gì mà nhanh vậy? Hai người quen nhau chưa tới một tiếng đồng hồ luôn đó. Thiệt tình Trung Thiếu Hy à, bởi vì cậu suy nghĩ quá nhiều cho nên mới không có bạn trai. Đối với hai người, có thích nhau hay không, có hợp nhau hay không, cần phải quen nhau một thời gian thì mới biết được đó. Là như vậy sao? Úi, mình có hẹn với má Mi rồi, thôi mình đi nha. Cậu muốn đi sao? Mình xin lỗi nha. Cậu xin lỗi chuyện gì? Liên quan gì tới cậu chứ? Hãy
Thật sự không biết tại sao mình lại giận cậu hả? Mình biết, bởi vì đó là quà mình tặng cậu. Thật ra từ trước tới giờ mình rất là thích cậu. Cậu có thích mình không? Cậu có muốn ở bên cạnh mình không? Thôi, tôi về nhà đây. Mình đưa cậu về nhà. Không cần đâu, để tôi tự về là được rồi. Việc nên làm mà. Mình muốn trên đường đưa cậu về có thể tìm hiểu cậu thêm một chút. Nè anh bạn, rất cảm ơn cậu nha. Nhưng đây là bạn gái của tôi, tự tôi biết đưa về nhà, không cần cậu bận tâm. Vậy rất vui được biết cậu. Không phải, buông ra. Tại sao lại kéo tôi đi hả? Còn nữa, tại sao lại nói là bạn trai của tôi chứ? Bởi vì anh thích em. Anh không muốn thấy em ở bên cạnh người con trai nào khác. Anh biết là em luôn chê anh theo đuổi em không nghiêm túc, cho nên mới khiến cho em nghĩ lần nào anh cũng nói thích em cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Nhưng mà anh muốn nói với em, anh rất thích em. Chưa bao giờ anh đùa giỡn với em hết. Không phải tôi luôn xem lời anh nói như là trò đùa đâu. Có điều, từ lâu trong lòng tôi đã có người thương rồi. Anh biết chứ, người đó là nhan lực chính. Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Anh không hề quan tâm chuyện đó. Có một chuyện này anh cũng không định nói ra cho em biết đâu. Nhưng mà anh không muốn sau này khi em phát hiện ra được sự thật rồi, em sẽ nghĩ là anh đã lừa gạt em. Trong trò chơi diễn đàn trước đây, có một người bạn tên là chị không dễ đụng tới đúng không? Quen người đó sao? Thật ra thì người đó chính là anh. Nên chuyện trước đây em thích nhan lực chính, tâm trạng rối bời không biết làm như thế nào, anh đều biết hết. Nè Dương Tấn Lễ. Nhưng mà cũng vì như vậy lại càng khiến anh thích em hơn. Anh không thể nào chịu được khi em đè nén mình như vậy. Nếu như em muốn quen với một người nào khác, muốn thử quen với một người nào khác để có thể quên tên nhân lực chính đó đi, thì người đó tại sao không phải là anh chứ? Em không cần phải trả lời ngay đâu. Sau khi em suy nghĩ thật kỹ rồi thì hãy trả lời cho anh. Anh đợi em. Cậu cũng ra ngoài sao?
Ừ, mình có tiếc, còn cậu? Mình cũng vậy. Cậu muốn đi chung không? Cũng được. Cảm ơn. À, cảm ơn. Mời ghế xem. Anh à, cho tôi xem sợi dây chuyền này đi. Có ngay. Cảm ơn. À, đây. Dễ thương thiệt đó. Anh à, sợi này bao nhiêu tiền vậy? À, cái này là 1.200. Nếu như hôm nay mà mua sẽ được tạm móc khóa. À, cảm ơn. Tại sao phải trả lại chứ? Nó mắc quá, chúng ta không mua. Đi thôi. Anh ơi, tôi lấy sợi này. À, dạ được. Đừng có mua. Thật ra mình cũng không có thích lắm đâu. Thiệt đó. Mình nói tặng cậu khi nào chứ? Anh ơi, gói cho tôi đẹp đẹp vào nha. Tôi tặng cho người khác. Dạ được. Đây, tặng cho cậu một cái móc khóa. À, cảm ơn nha. Vậy sợi dây chuyền đó cậu định tặng ai vậy? Bí mật. Bí mật? Lại là bí mật? Chuyện này có gì bí mật đâu chứ. Sợi dây chuyền này chắc chắn cậu tặng bạn gái cậu rồi. Tặng này lấy không? Tôi không thèm đâu. Móc khóa xấu quá. Chỉ có đầu óc có vấn đề mới chịu lấy nó thôi. Không lấy thì thôi. Cảm ơn cậu. Cảm ơn. Cảm ơn. Nè, sao lại trốn anh? Tấn Lễ, em trốn anh là bởi vì anh tỏ tình với em sao? Không cần trốn. Em trốn như vậy khiến anh cảm thấy chuyện anh tỏ tình với em giống như đang làm phiền em vậy. Không phải vậy. Tôi không có thấy phiền phức. Chỉ là tôi thấy hơi không biết phải làm sao thôi. Đơn giản thôi. Trước khi em cho anh câu trả lời thì hai chúng ta vẫn giống như trước đây. Anh vẫn sẽ là một người bạn của em, vẫn sẽ bảo vệ em, vẫn sẽ luôn tốt với em. Chỉ cần em đừng trốn tránh anh như vậy, có được không? Nè, có được không đó? Được rồi. À phải rồi, sao lại giả làm một người khác để chat với tôi vậy? Đáng lẽ anh cũng không muốn nói ra. Thật ra ngoài nick chị không dễ đụng tới ra thì anh vẫn còn một cái nick khác. Hả? Nick gì nữa? Anh đây là Kim Thành Vũ Nam Cảng. Nè, cho chút. Nói vậy anh chính là Kim Thành Vũ Nam Cảng luôn chặn họng tôi ở Baha sao? Nè, sao lại nói vậy chứ? Ai chặn họng em hả? Đó chỉ là thi thố tài năng thôi. Anh tò mò muốn coi em giỏi tới mức nào nên mới dùng thân phận đó tiếp cận em. Tới ngày gặp mặt anh mới biết thì ra em có nick nhất đao thẩm thành. Đáng sợ, đáng sợ. Không ngờ nghiệt duyên của chúng ta lại tới sớm tới vậy. Mình có nói tặng cậu sao? Anh ơi, gói cho tôi đẹp đẹp vào nha, tôi tặng cho người khác. Sợi dây chuyền đó không biết cậu ấy sẽ tặng cho ai ta. Trung Thiếu Hy. Cho cậu nè. Cảm ơn cậu. À, không biết cậu tìm tôi có chuyện gì? Thì hôm nay sinh nhật của tôi hỏi chơi thử nha lực chính có chuẩn bị quà cho tôi không. Kết quả cậu ấy thật sự đã tặng quà cho tôi.
Cậu muốn coi món quà cậu ấy tặng không? Mình thấy nó rất là dễ thương. À, không cần đâu. Bởi vì món quà đó là do tôi và Nhan Lực Chính cùng nhau chọn đó, cho nên tôi biết đó là quà gì rồi. Thì ra là như vậy. Vậy cũng cảm ơn cậu. Tôi rất thích nó. Cái này tôi muốn tặng lại cho Lực Chính một món quà. Cậu tới đúng lúc lắm. Hai, có bất ngờ không nè? Tặng cậu nè. Cái gì vậy? Thiếu Hy, cậu nói giúp mình đi. Quà của Bạch Bạch đáp lại tấm lòng của cậu. Muốn cảm ơn cậu đã tặng quà sinh nhật cho cậu ấy. Gia Lực Chính, cậu mở ra xem đi. Thiếu Hy nói nhất định cậu sẽ thích. Gia Lực Chính, bình thường cậu ấy có sở thích gì hoặc có thích gì đặc biệt không? Cậu hỏi tôi như vậy vì hỏi bất ngờ quá, tôi cũng không nghĩ ra phải tặng cái gì. Vậy nếu như là cậu, cậu tặng cậu ấy quà gì? Tặng tai nghe. Tai nghe? Thiếu Hy nói nếu như là cậu ấy thì sẽ tặng cậu cái này. Nhan Lực Chính, thì ra cậu cũng thích nghe nhạc ha. Cảm ơn cậu nha, tôi rất là thích. Vậy thì tốt rồi, cũng may là có Thiếu Hy biết cậu thích cái gì. Hai cậu cứ tự nhiên nói chuyện. Thôi tôi đi về phòng đây. Thiếu Hy, hôm nay cảm ơn cậu. Chuyện nhỏ thôi mà. Tôi sẽ đưa cậu về. Được. Tôi đã chính thức tỏ tình với Chung Thứ Hy rồi. Tôi đồng ý cho cô ấy thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Sau 2 tuần nữa sẽ có cấm trại sinh viên mới. Cậu không cùng khoa với chúng tôi nên cậu sẽ không ở chung được. Đến lúc đó tôi sẽ hỏi Thiếu Hy câu trả lời, có đồng ý trở thành bạn gái của tôi không? Anh không cần phải nói với tôi. Anh sẽ phải hối hận đó. Khoa quản trị bên này. Tiểu Lộ. Tiểu Lộ hả? Lộ nào? Xin chào quá. Lộ bên này, bên đường. Này. Bên này. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Được. Khoa quản trị kinh doanh, khoa đối ngoại. Xin mời mọi người tới đây. Hôm nay khoa đối ngoại cũng cấm trại hay sao? Mọi người ơi, cô bên này đi.
Ai biểu trước đó còn không chịu tới họp, suốt ngày có quan tâm Chung Thiếu Hy đó có chung nhóm hay không thôi, phải không? Buổi cắm trại sinh viên mới khoa đối ngoại cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão giống như chúng ta nên đã kéo dài. Ừ. Nhưng mà nghe nói một sinh viên đã trực tiếp tìm ban tổ chức, sau đó cả hai khoa quyết định tổ chức chung. Địa điểm hành động cũng là do sinh viên đó quyết định luôn. Tiểu Dân. Nè nè, bên đây. Tiểu Dục. À, phải rồi. Cậu đậu xe ở đây sao? Xin lỗi nha. Xe buýt. Mình chưa bao giờ ngồi loại xe đó hết, cho nên là mình sẽ tự lái xe đi. Bye. Nè nè nè, xa lắm đó. Nè, cô đừng có hối hận đó. Bye bye. Hết chỗ rồi. Trời ơi, cũng tại cậu đó. Thì bên này nè, ngồi cuối bên xe trống nè. Có bị xe xe đó. Chịu đi sớm chứ, qua chút đi. Nè, bên này nè, ngồi chung với mình đi, vui. Qua đây, qua đây. Ê, Thiếu Huy à, ngồi đi. Anh đã dành chỗ cho em nè. Với tư cách là nhóm trưởng ngày hôm nay, anh sẽ chăm sóc em thật tốt ha. Nhan lực chính. Tôi có thể ngồi cạnh cậu không? Nè nè, các bạn ơi, mau qua bên này đi. Bên này là khoa đối ngoại, còn bên này là khoa quản trị, cảm ơn. Hôm nay vòng thi đấu đầu tiên của chúng ta. Nè các bạn à, hello. Chú ý bên này đi, cảm ơn. Vòng thi đấu đầu tiên ngày hôm nay, cuộc chiến xé bản tên. Các bạn có thể bắt cặp thi đấu, hoặc là đội cả nhóm cùng nhau. Nói tóm lại, người chơi sẽ tìm đủ mọi cách để xé bản tên của tất cả thành viên của nhóm kia. Sau đó sẽ là người chiến thắng. Nhưng mà đợi một chút, đây là cuộc thi của người mới. Anh bạn Dương Tấn Lễ, bộ cậu giả vờ làm sinh viên mới hả? Báo cáo chủ quản, khoa quản trị có vẻ ít nam sinh hơn, nên vì sự công bằng, tôi mới tham gia cuộc thi này. Có ý kiến gì không? Tôi thì không có, còn đội bên này thì sao? Tôi không có ý kiến. Thắng là được. Nghe rõ chưa? Thắng là được. Được rồi, vậy lát nữa tiếng còi vang lên, trò chơi bắt đầu. Thời gian là 3 phút. Chuẩn bị bắt đầu. Ê, này 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 này, đứng xa tôi ra nha, đừng đánh được tôi nha. Trời ơi, không được, không được, không được, không được, không được, đừng ê, hai đánh một là không được đâu nha, hai đánh một là không được đâu, là ơn đừng có vậy mà. Tha cho tôi đi, đừng mà, đừng mà. Hay quá. Nhanh tay lên, nhanh tay lên. Go! 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 Go!
Nè cậu cầm cái này đi. Ê, wow thơm quá vậy. Ý, nhưng mà cái đó chín chưa vậy? Trời ơi coi chừng kìa, trái khác bây giờ. Nè bạn An Hiểu Kiều, tại sao tới bây giờ cậu mới tới vậy? Thôi đừng có nói nữa, nơi quái quỷ này công nhận khó tìm thiệt luôn á. Mình thấy đói bụng quá, có cái gì ăn được không vậy? Hay là cậu ăn đợt ớt xanh này đi. Mình không ăn đâu. Chờ chút, sắp tới giờ cơm rồi. Nhanh lên, mình giúp cậu. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Mình giúp cậu một tay nha. Nè, cậu biết rửa rau không? Mình biết ngay mà. Thôi bỏ đi. Thiếu Hy. Nhan Lực Chính, cậu ấy có bạn gái chưa? Tôi không biết nữa. Chắc là vẫn chưa có. Nếu cậu ấy có thì cậu ấy đã nói với tôi rồi. Vậy sao? Tôi quyết định rồi. Quyết định chuyện gì? Tôi quyết định tối nay tỏ tình với Nhan Lực Chính. Tôi sẽ nói muốn làm bạn gái của cậu ấy. Thật ngại quá cô gái, chúng tôi thân với cậu lắm sao? Nói với chúng tôi làm gì? Là gì? Bởi vì Long Hoa của chúng ta có một truyền thống, vào mỗi tối đêm cắm trại của mỗi khóa đều có thời gian làm một bài hát để tỏ tình. Trong khoảng thời gian này, nam sinh và nữ sinh có thể chọn người mình thích ra nhảy cùng. Trong thời gian nhảy bài nhạc đó, cậu có thể làm quen người mà cậu muốn làm quen. Có thể nhân cơ hội này để tỏ tình. Có thiệt không? Đương nhiên là vậy rồi. Cho nên tôi cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. Cho nên tôi muốn bàn với Thiếu Hy. Dù gì cậu cũng là bạn thân của Nhan Lực Chính, lại giúp tôi nhiều việc như vậy, cho nên tôi đã bắt đầu ỷ lại vào cậu rồi. Cảm ơn. Ủa Lực Chính không ăn sao? Cho cậu cái này. Cảm ơn nha. Nhưng mà tôi không quen ăn đồ của người khác gấp cho tôi. Món này ngon ghê. Ngon đó. Trung Thiếu Hy, cậu đi đâu vậy? Không ăn hả? Ôi, thiệt tình. Cậu cầm đi. Cậu không ăn gì, ít ra cũng ăn một chút bánh đi chứ. Cảm ơn. Cậu thật sự rất kỳ lạ. Rõ ràng là cậu không thích ngồi ăn chung với mọi người. Vậy tại sao tham gia cắm trại làm gì? Sau 2 tuần nữa sẽ có buổi cắm trại sinh viên mới. Tới lúc đó tôi sẽ hỏi Thiếu Hy câu trả lời có đồng ý làm bạn gái của tôi không. Nè Lực Chính, có phải cậu tới đây chính là vì Bạch Bạch hay không? Nè, mình nói đúng hết rồi phải không? Thiệt tình, lộ rõ lắm luôn đó. Nghĩ đi, cậu đã tặng quà cho người ta, lại còn hay đi chung với người ta nữa chứ. Thiệt tình. Nè, đặc biệt là sáng hôm nay ở trên xe, cậu đã để dành một chỗ, chắc chắn là để dành cho Bạch Bạch rồi. May mắn quá, cũng may là mình không có tươm tướp đi tới chỗ đó ngồi. Thiệt tình, trước giờ mình chưa từng thấy cậu tốt với cô nào như vậy đó. Chắc chắn là cậu rất thích cô ấy. Nè,
Cậu đúng là tệ thiệt đó nha. Cậu có coi mình là bạn thân nữa không vậy? Thích người khác cũng không nói với mình một tiếng nữa. Gì vậy? Cậu sợ mình còn yêu thầm cậu sao? Cậu sợ nói ra mình sẽ buồn hả? Chuyện đó xảy ra từ hồi cấp 3 rồi. Mình không còn thích cậu nữa đâu. Nói vậy là cậu thích Dương Tấn Lễ sao? Lúc nãy cậu nói mình không coi cậu là bạn. Vậy còn cậu? Cậu có nói với mình mọi chuyện hay không? Như chuyện Dương Tấn Lễ tỏ tình với cậu đó. Sao hả? Hay là cậu muốn để sau khi quen nhau rồi mới nói với người bạn thân nhất của cậu là mình hay sao? Cậu làm gì dữ với mình quá vậy? Dương Tấn Lễ đã tỏ tình với mình là sự thật. Nhưng đó là chuyện của anh ta. Mình không có quyền ngăn cản chuyện đó. Cậu không có quyền ngăn cản? Cậu dám nói đối diện Dương Tấn Lễ cậu không hề có sự dao động nào hết? Trong lòng không hề có giây phút nào nghĩ tới mẫu người giống như anh ta có lẽ là hợp với cậu đó? Cậu muốn nghe cậu trả lời thế nào đây?如果你伤我，请到你是否终于能听见我心跳？如果我堕了东西，如果你伤我，请你答案会不会被揭晓？来猜猜看，钟摆，会把手放开来，是被爱的空白，或被爱填满的存在？猜猜看，未来会有什么揭开？是如果的精彩，还是没结果的等待？难道不是爱？那不然你猜？我想这是。